Hello anh em, hôm nay cửa hàng mình vừa về hai cái mã máy của Hukan á. Trong video này mình sẽ lên sóng cho anh em hai cái mã này. Đầu tiên đây là một cái dòng thân bắn vít nha, bắn vít cấp trượt anh, có 396 ngàn cái thân này thôi, giá rất rẻ, động cơ không chỗ than luôn. Và một cái con máy rung lắc gạch, máy này thế hệ mới mấy anh em, thế hệ mới nó cũng hay lắm, nó có nhiều cái tính năng hay lắm, chút xíu mình sẽ review cho anh em coi ha. Rồi về cái thân của Hukan anh em thì đây là một cái bộ là 55 niu nha, 55 niu và màu 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 xám. Cái dòng này thì có cái mã là G2CVT 555, giá là 396 ngàn, là chỉ có cái thân không nha anh em. Mua máy thì nó đóng gói như thế này anh em, thân không thôi. Hiện tại bây giờ thực sự mà nói với những cái máy này giá rất là rẻ luôn, rút đét động cơ không nhớ than ha. Nó sẽ ngăn cấp trượt ở đây 21 cấp trượt, 21 cấp trượt thì nó không biết á, còn một cấp là cấp khoan luôn. Anh em có thể xây hết ở đây để chúng ta sử dụng cái cấp là cấp cấp khoan nè nha. Đó, anh em xây hết để dùng, chúng ta xài cấp cấp khoan rồi đấy. Xây lóc hết nha, nó hơi cứng, khi mà mình xây là nó hơi cứng nè ha. Hai cấp số 1 và số 2, thông số kỹ thuật cái này nó ghi là số 1 quay 4,5, số 2 quay 1.700, lực siết con này là 55 niu. Thì cái dòng này anh em đang bán cái thân là 396 ngàn, và anh em nào có mua những pin này nè cũng đang khuyến mãi nè mấy anh, 390 luôn. Pin này pin 3A dòng xả 5C, anh em xài con này là ngon là vừa luôn rồi. 390 tặng cái cục sạc ha, có nghĩa là đồng nghĩa anh em mua một máy một pin một sạc giá chỉ có 786 ngàn thôi, giá rất là tốt nha, tặng cục sạc nha. Cục pin này anh mua 390 tặng cục sạc, pin này pin 3A dòng xả 5C nha mấy anh, 21V là 3A ok ha. Đấy rồi, pin cũng ok luôn ha. Thì mấy dòng này đều bảo hành chúng ta là 6 tháng hết nha, số 1 nè, số 2 nè mấy anh nha. Đấy, anh em nào đã có cái, anh em nào đã có cái anh em nào đã có cái pin rồi thì mình có thể mình mua cái thân máy không, ok ha. Rồi trong video này mình sẽ test thử, anh em thử coi cái này nó mạnh không ha, bán thử con vít coi. Thực ra anh em mà xài những cái này thì mình nghĩ để chỉnh chế độ này tầm khoảng cỡ 10 à, như đây đi ha. Đây thì mình nghĩ mấy anh em mà xài mấy con này thì chắc cũng xài lực nó vừa thôi chứ đâu ai xài lực mạnh đâu mấy anh. Mấy anh em mở mấy vít nhựa rồi đó. Rồi để vị trí số 2 ha, bán vô từ miếng gỗ kìa, nó dài thòn lòn luôn nè mấy anh. Đây ha, rồi một con lên con đi, mình sẽ cầm lên, con này dài cực kỳ luôn. Ok, cầm lên bắn cho anh em coi ha. Ồ, nó mạnh quá mấy anh. Anh em thấy tóc quay nhanh cực kỳ không? Đó, mình để cái tóc ở cái cấp là mới có cấp 10, 10 này 18 rồi nha. 18 rồi đó. Đó, vừa tới là nó trượt liền mấy anh, nó hay cho đó ha. Ok, tóc nó nhanh cực kỳ luôn. Đó, thì mình bắn vô mình nhấp nhấp vậy ha cho nó vô cái. Ok. Cái con này anh em, thực ra đây là một cái dầu bắn vít cấp trượt, thực ra nó là một con máy khoan thì đúng hơn. Anh em có thể dành cái này nè, anh em đi khoan tường cũng được nha, khoan tường cũng được. Tại nó đúng ra là cái đầu là đầu máy khoan, nó gắn sẽ đầu bắn vít, thì máy khoan cấp trượt không không búa đó. Thì mình có thể em đi khoan tường cũng được nha. Dùng những cái mũi mà chui lục giác đó, rồi anh em đi bắn vít hoặc là em mở mà ốc cấp trượt rồi đó. Dù mình mở ốc cấp trượt mình để vị trí nhỏ nè, nhỏ xíu nè, nó trượt ha. Nó trượt vô mấy anh. Đó. Cái mức độ trượt nó nhẹ lắm nha, đây nè, vị trí số 1 nè mấy anh, số 1 nè. Thấy chưa? Đó, nó nhẹ tơn luôn. Rất là nhẹ mấy anh. Dành để anh em bắt những con vít nó nhỏ ha. Đó. Ok. Đó, số 1. Nha, số 1 là rất là nhẹ luôn, để mình siết những cái con nhỏ 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 đó. Đó, giờ mình dùng cái lực lực siết vào. Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắn cho thử vị trí số đây, số 10, 13 coi. Bắn vô ha. Wow, 13 là cũng nó cũng mạnh lắm mấy anh. Nha. Ok, mở ra. Mở ra thì nó không có tính năng là ngừng nha. Anh em lưu ý ở phía dưới nè, nó sẽ có mấy cái phím này nè, không có chỉnh được chứ anh. Phím này là phím không có chỉnh được nha. Lưu ý nha. Nó có phím thôi nhưng mà không có chỉnh được. Cái dòng này anh em chỉ có việc đưa vô nó quất thôi nha, chứ cái núm này là không có chỉnh được.
với tốc độ mà 1.700 thì thực sự quay rất là nhanh mấy anh. Anh thấy mình bắn vít nhanh đó. Nha. Ok. Rồi. Quá ngon. À, rồi. Đấy. Một với cái giá là chỉ có 396.000 của cái thân thôi. Anh em nào đang có nhu cầu về cái thân này thì anh có thể liên hệ mua. À. À, có 396.000 thôi mấy anh. Giá rất là rẻ. Có dây đeo nữa ha. À, Hukan cái dòng này bảo hành 6 tháng nha. Hành 6 tháng. 396.000 chứ, lộn, 396.000. Rồi. Ok. Thì nó thực sự nó là dòng máy khoan đó mấy anh. Mà sang cái đầu vít. Thì khi mà anh em mua cái này thì có pin á mình xài, còn không thì mình mua thêm pin. Đấy, như cục pin này nè. Nha, 390.000. 390.000 thì mình mua cục pin 3 dòng xả 5C nha. Thân máy với cái pin bộ điều bảo hành là 6 tháng hết nha. Đấy. Này là 396, này là 390 thì là 786.000 nha. Một máy, một pin, một sạc. Tính ra xài vậy nó rẻ anh em ha. Rồi, mình sẽ đi qua cái dòng máy thứ hai của Hukan mà bên mở hàng mình vừa về. Đây là cái dòng máy rung lắc gạch mấy anh. Dòng máy rung này á thì nó thiết kế hay gì nè. Nó có cái điểm hay là nó không có dùng cái tay bấm như đây nè, anh thấy không? Tay bấm này nó không có dùng tay nha. Và nó dùng phím bấm. Giá một máy, một pin 3A, một sạc là 1.330.000 nha mấy anh. 1.330.000 và nó hít cực kỳ mạnh luôn nha. Nằm trong thùng nhựa. Trang bị là gồm là một máy nè, một viên pin 3A. Dòng xả 5C luôn nha. Đấy, chân pin phổ thông Makita. Rồi, một cái cục sạc giống cái hồi nãy đó. Ok ha. Rồi vào một cái thân máy. Đây, cái mẫu này làm đẹp lắm anh. Bản nè, đẹp cực kỳ luôn, nó bỏ cái tay rồi nha, không có tay đi đâu. Mấy dòng kia thì có tay cái bóp đây đúng không? Này không cần dùng tay bóp, nó dùng máy nó rút luôn. Ồ nó hay vô đó. Mà tính ra cũng rẻ chứ. Cái đường kính này là 145. Đường kính này 145 nè. Nha. Đấy. Rồi bây giờ bỏ những pin vô ha, thử cho anh em coi. Đây. Đây, quá trời đẹp nha, cái mẫu đẹp ghê lắm nha. Có 1.330.000 thôi, bảo hành là 6 tháng nha. Tay cầm. Thông số của thử cái đem có lực hút của nó có thể là hút lên tới 150 kg nha. Ồ, rất là mạnh, 150 kg. Cực kỳ mạnh ha. Rồi, thì nó có phím như thế này nè. Ở đây nó có 3 phím, cái phím star nè. Thì anh em bấm giữ lâu xíu nha, khi cắm pin thì muốn khởi động lên nó bấm giữ lâu xíu nè. Rồi, là nó lên. Nó lên số ha. Rồi, anh em muốn chỉnh bấm một cái á là sẽ chỉnh số 2, số 3, số 4, số 5, số 6. Tướng nè, số 1 là rung nhẹ nè, số 2 mạnh nè, số 3, số 4, số 5, số 6. Má ơi, nó rung kinh hồn luôn, rung mạnh luôn á nè. Mạnh lắm. Nha, rất là mạnh luôn. Và khi cái phím này là phím chỉnh, còn cái phím này á, là dùng để bấm rung. Còn đây nè, cái nút cái bên này màu xanh nè, dùng để hít. Mình bấm cái này em coi nè, bấm cái nè. Đó, là nó có cái motor nó kéo cái hít này vô, bấm cái nè. Là cái motor xả cái này ra. Nó hay nha. Và nó hút lẹ lắm nha, anh em để vô nè, để vô sát vậy ha. Anh em nhớ để sát giùm nha, bấm cái nè. Đó, hít những cái là cứng ngắc luôn nè. Nha, đó, nó không có rớt đâu nha mấy anh. Đó, ok, nó cứng ngắc luôn. Đây, còn muốn xả ra bấm cái xả ra. Nó lẹ cực kỳ luôn. Nó giống nó còn nhanh hơn cái này ta bóp tay nữa mà ha, đưa vô cái bấm cái là hít nha, chắc chừng 2 giây là nó hít trả rồi, bấm cái xả ra nè, chắc cũng chừng 2 giây là nó ra hả mấy anh, nó lẹ lắm. Ok ha, bây giờ là cái nó dùng cái phím bấm rồi mấy anh ơi, nó không còn dùng cái không còn dùng cái đầu cơ nữa. Đầu cơ thì mình có thể mình mỏi tay không, giờ dùng bấm hết rồi. À, thì tất nhiên thì cái gì cũng vậy anh em ơi, nó xài cái gì này thì nó cũng có hao mòn hao hụt hết, thì nó hư thì mình đâu mình sửa thôi nha. Đấy. Ok, 1.330.000, một máy, một pin, một sạc. Cái dòng này chưa có thân mấy anh. Ha, một máy, một pin, một sạc. 1.330.000. Đấy. Cái màu này anh em là bằng nhựa nha. Đây nó sơn màu bạc thôi chứ nó là bằng nhựa chứ nó không phải bằng nhôm đâu nha. Đó, không bằng nhôm đâu. Cực kỳ mạnh. Mình sẽ cho anh em coi thử cái vị trí số 6 nè. À, số 6 mình cho nó hít vô cái ha. Rồi, số 6. Quên, xả ra. Xả ra rồi hít vô nè. Nè. Ok ha, cứng rồi nè. Đây nè, số 6 nè. Ồ. Nó rung nguyên cái này luôn. Như vậy tấm gạch mà nên xài 1m2 là ok luôn. Nha. Đấy, nó nhảy lưng tưng luôn anh em.
rất là mạnh xả ra. Ok đấy, thì với một cái máy này thì giá cũng rất là mềm nha, rất là mềm, tính là 1330 là mềm đó, khá là rẻ, 1.330.000, bảo hành 6 tháng nha. Máy này công ty bảo hành thôi, mình thì có nhiệm vụ mình bán cho mấy anh ha, còn nhiệm vụ công ty là công ty bảo hành. Thực ra Hoka nó nhiều máy lắm nhưng mà mình không có đem về hết, là sao từ từ mấy anh, dòng nào mình cảm thấy nó hay hay mình đem về phục vụ cho mấy anh em ha. Rồi ok nha, anh em nào có nhu cầu về hãy hai dòng máy này của Hoka thì có thể liên hệ xuống phần mình bên dưới để mua hàng. Giá mình là giá tại cửa hàng chua còn với ship nha, hàng bây giờ đang có sẵn bên cửa hàng luôn, anh có thể chạy qua anh em lấy được luôn nha, hàng thì nó về rồi. Mình thông thường mình giới thiệu anh em là hàng đã có sẵn rồi mình mới giới thiệu cho mấy anh ha, đó cái việc chạy qua mua thôi. Rồi ok, cảm ơn anh em nhé, xin chào và hẹn gặp lại.